Xin chào mọi người, sau một vài ngày chậm trễ thì hôm nay chúng mình đã trở lại rồi đây. Video này là nội dung tập 53 Tuyệt Thế Đường Mòn. Nhóm người Hoắc Vua Hậu đã tiến vào cảnh Dương Sơn Mạch để khám phá. Bọn họ nhanh chóng đụng độ một đám sói gọi là Kim Lăng. Cậu điều khiển phi thuyền bỏ chạy, đôi chân nó di chuyển vô cùng linh hoạt. Nhưng đàn sói cũng vậy, bọn chúng liên tục bám theo. Bọn chúng vừa đuổi vừa phóng ra một quả cầu sức mạnh. Quất Từ lập tức yêu cầu khởi động vòng bảo hộ, tạo ra một lá chắn năng lượng bao bọc xung quanh. Tuy có thể ngăn cản được công kích, tuy nhiên khả năng phòng ngự của lá chắn cũng bị suy yếu đi khá nhiều, chỉ có thể chống đỡ được vài đợt công kích nữa mà thôi. Trong khi đó, đàn sói lại truy đuổi không chịu từ bỏ. Hóa ra là vì bọn chúng muốn cắn nuốt kim loại hiếm để tăng tu vi, mà trên thân hồn đạo sư thường mang theo hồn đạo khí do kim loại hiếm chế tạo thành. Đó chính là thức ăn béo bở. Cậu đề nghị Quất Từ điều khiển phi thuyền, còn mình thì ra ngoài dẫn dụ đàn sói để cho hai người phá vòng vây. Quất Từ muốn ngăn cản, nhưng ý của cậu đã quyết. Cậu ta nhanh chóng bay ra khỏi phi thuyền rồi bay thẳng về phía đàn sói, sau đó lại ném ra rất nhiều kim loại quý. Hành động này lập tức thu hút được sự chú ý khiến bọn chúng chuyển mục tiêu sang truy đuổi Hoắc Vũ Hậu. Đám sói bắn ra một trận mưa công kích khiến cậu phải chật vật. Hoắc Vũ Hậu vừa tránh né vừa tranh thủ phản công bắn xuống dưới vô số công kích. Mỗi một phát đạn bắn ra đều cực kỳ chuẩn xác. Đàn sói bị nướng chín vài chục con, Ngân Nguyệt Lang Vương thế vậy đành phải đích thân ra trận. Hoắc Vũ Hậu bắn ra một phát đạn về phía nó, nhưng Ngân Nguyệt Lang Vương không những không tránh né mà còn lao về phía công kích để hấp thu công kích. Đúng vào lúc này, hồn đạo khí lại gặp trục trặc không thể phi hành được nữa. Thế là cậu phải sử dụng đến món hồn đạo khí lắp ở chân để lướt đi. Biết rằng đánh trực diện không có phần thắng, Hoắc Vũ Hậu liền chơi bài mô phỏng ra khí tức của Băng Bích Đế Hoàng Hạt để trấn nhiếp. Ngân Nguyệt Lang Vương gầm lên một tiếng, tinh thần lực cuồn cuộn tuôn ra xung quanh. Chiêu thức của cậu nhanh chóng bị phá giải, đàn sói thừa thế xông lên. Hoắc Vũ Hậu suýt nữa đã trở thành bữa thịt cho bọn chúng. Trong lúc nguy cấp này, cậu nhanh trí sử dụng vũ khí đánh bay hồn thú ra xa rồi chớp lấy cơ hội bỏ chạy. Vừa lạng lách bỏ chạy vừa lên tiếng gọi hỗ trợ đến từ Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt, nhưng không có ai trả lời. Hóa ra chiêu thức của Ngân Nguyệt Lang Vương có thể ngăn chặn biển tinh thần của cậu, khiến cậu không thể kết nối được với Thiên Mộng Băng Tầm. Đây là lần đầu tiên bọn họ đụng độ loại hồn thú có năng lực này. Giờ cậu ta không thể mượn nhờ sự trợ giúp được nữa. Tuy nhiên, đây cũng là một bước mà cậu phải trải qua. Trên con đường trưởng thành, không thể mượn nhờ ngoại lực mãi được, mà phải dùng sức mạnh bản thân để chiến thắng cường địch. Sau một hồi đuổi bắt thì Hoắc Vũ Hậu cũng bị trúng đòn, cơ thể bị trọng thương hộc máu. Đàn sói nhanh chóng lao đến bao vây mọi phía. Cậu sử dụng kỹ năng đến từ hồn cốt, bạo phát ra một luồng hàn khí mạnh mẽ đóng băng một khu vực xung quanh. Rất nhiều con sói bị đông cứng, nhưng vẫn có rất nhiều con không bị ảnh hưởng. Bọn chúng từ từ tiến lại gần. Mọi con đường thoát đều đã bị chặn lại. Hoắc Vũ Hậu muốn chơi liều bằng cách tiêu diệt con cầm đầu. Cậu ngừng tụ sức mạnh tinh thần lực rồi phóng ra một luồng kình lực khủng khiếp tấn công. Chiêu thức tấn công linh hồn này được giới thiệu là có thể uy hiếp cường giả hơn 70 cấp. Với mô tả kinh khủng như vậy, Ngân Nguyệt Lang Vương đã bị ăn một trận no đòn. Nhưng mà tên kia vẫn không ngã xuống. Nam chính tiêu hao hơn một nửa hồn lực trong người chỉ đổi lấy hai con mắt của nó. Nó phẫn nộ gào thét dẫn động đàn sói xung quanh. Cả đám nghe lệnh lập tức lao nhanh về phía Hoắc Vũ Hậu, định xé xác cậu thành nhiều phần. Hoắc Vũ Hậu lại sử dụng hồn kỹ làm chậm không gian xung quanh, rồi thừa cơ chạy ra ngoài và tránh thoát khỏi một kích chí mạng. Cậu biết mình sẽ không thể nào thoát được sự truy sát của đám này. Cách duy nhất bây giờ là liều mạng tìm con đường sống. Thế là cậu trực tiếp lao về phía tên cầm đầu, rồi bạo phát ra một trận hàn khí khủng khiếp, đóng băng mọi thứ xung quanh. Ngân Nguyệt Lang Vương cùng đàn em bị đông cứng lại thành một cục thịt đông lạnh. Hoắc Vũ Hậu lại bồi thêm một trường lực bằng nữa. Một vụ nổ khủng khiếp xảy ra. Dư chấn đánh cho cậu bay ra xa lăn vài vòng nằm bất tỉnh dưới đất. Sau khi đã chạy tới được nơi an toàn, Quất Từ không nỡ để cho cậu gặp nguy hiểm nên đã quyết định quay lại. Sau khi ăn trọn một kích khủng khiếp, Ngân Nguyệt Lang Vương vẫn không hề ngã xuống. Đúng là sống quá dài, mà nam chính bây giờ đã gần như cạn kiệt sức lực, chỉ có thể nằm dưới đất vùng vẫy ngăn cản. Cậu gắng gượng sử dụng khối ngoài phu hồn cốt của ám kim khủng trào hùng đâm một nhát vào tìm nó. Ngược lại thì nó cũng há miệng cắn một cú đáp trả lại. Hoắc Vũ Hậu lại bạo phát kỹ năng, bắn ra một luồng sức mạnh khủng khiếp đánh bay con hồn thú ra xa trăm mét. Cơ thể nó rơi xuống vực. Thấy kẻ cầm đầu bị hạ gục, đám đàn em lập tức muốn báo thù. Bọn chúng cùng nhau hợp sức tấn công. Lúc này Hoắc Vũ Hậu đã cạn kiệt hồn lực.
chỉ có thể đứng một chỗ nhìn cỗ sức mạnh khủng khiếp đang bay về phía mình. Bùm một cái, nam chính bị trúng chiêu và ngã xuống, nhưng tiếc rằng đã không có chuyện đó xảy ra. Trước đó, cậu đã được kính hồng trần tặng cho một món hồn đạo khí phòng ngự cấp 9. Hoắc Vũ Hào kịp thời phát động hồn đạo khí ngăn cản được một kích chí mạng. Hai bên giằng co một lúc, sức mạnh dung hợp từ đàn sói quá khủng khiếp. Hồn đạo khí cấp 9 vẫn bị phá hủy. Dư chấn vụ nổ lan ra xung quanh đánh bay đàn sói và cũng đánh cho Hoắc Vũ Hào rơi xuống vực. Đến khi trời sáng, Quất Từ mới chạy tới. Hai người họ nhanh chóng tìm thấy Hoắc Vũ Hào đang hôn mê nằm bất tỉnh dưới đất. Rất may là cậu vẫn còn mạch đập, thế là hai người nhanh chóng băng bó vết thương rồi cầm máu. Dù bị thương rất nặng, nhưng cậu ta lại tỉnh táo cực kỳ nhanh. Hồn hoàn của hồn thú sau khi mất mạng sẽ tồn tại một thời gian rất ngắn. Đến khi cậu tỉnh lại thì hồn hoàn của Ngân Nguyệt Lang Vương vẫn chưa biến mất. Để tránh lãng phí một cái hồn hoàn vạn năm, cậu nhanh chóng ngồi xuống hấp thù. Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong, ba người quay trở lại học viện. Nhưng vừa mới đặt chân vào trong thành thì đã bị nhiều binh lính chặn lại. Bọn chúng chính là đội chấp pháp của Hoàng Thất. Trước đó, Hoắc Vũ Hào từng đánh trọng thương con cháu trong Hoàng Thất Nhật Nguyệt Đế Quốc, nên bây giờ mới bị bao vây. Tên bị ăn đòn là Vương Thiếu Kiệt vẫn cực kỳ ghi hận. Hắn ta muốn lát nữa sẽ chiều đãi cậu thật tốt. Đồng thời hắn ta còn tuyên bố rằng con cháu Hoàng Thất thích làm gì thì làm, ai quản nổi. Vì đây là ân oán riêng, cậu không muốn Quất Từ và Kha Kha ra mặt giúp đỡ. Rất nhanh sau đó, Kính Hồng Trần cũng nhận được tin tức. Hành động đến học viện bắt người giữa ban ngày của Hoàng Thất khiến cho lão ta cực kỳ tức giận. Đây chính là đang coi thường học viện của lão mà. Hoắc Vũ Hào bị đưa vào trong ngục giam. Nơi đây có một loại cực hình vô cùng đáng sợ, đó là treo cơ thể tù nhân lên một cây cột sắt. Trên cột có 81 mũi dao sắc bén. 81 mũi dao này sẽ đâm vào 81 huyệt quan trọng trong cơ thể. Sau đó, con dao lại từ từ chuyển động, cắt đứt toàn bộ gần cốt. Một khi bị tra tấn, Hoắc Vũ Hào dù có giữ được tính mạng thì cũng trở thành người tàn phế. Rốt cuộc, nam chính sẽ đối mặt với điều gì? Liệu có phép màu nào sẽ xảy ra hay không? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến các tập phim tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!